chậm lại khi mà họ đã có được toàn bộ thông tuyển Infor, Whittle. Nhưng hơi đáng tiếc, hai người ở khu bích chính lại rơi đi rồi, và đó là tiếng tỏa sáng đến từ John Kun. Chỉ là một khẩu súng classic thôi mà đánh bại được những khẩu súng lớn hơn rất nhiều. Và bây giờ là 3 mạng đến từ John. Và bây giờ thì anh chàng sẽ đổi được thêm bao nhiêu mạng đây? Không đổi mạng nào được nữa đến từ Alan cả, nhưng không sao. Nick TK đã về đến nơi. Và bây giờ thì hãy cùng đợi người vợ của mình về để retake nào. Nhưng mà đây lại là một tiếng tỏa sáng đi. Bây giờ sẽ là lúc mà các thành viên về The Batman retake lại bom sai B như nào đây. Khi Crust vừa có chừng mạng thứ hai, Dân Hà cũng được một. Nhưng Crust có thêm chừng một mạng nữa, 3 mạng về Crust. Và đó là dấu chấm hết tình The Batman. Với cách trong những round thiếu pistol như này sẽ là rất khó chịu. John Kun hạ cũng được đáp rồi. Bom sai A chỉ còn đó là một người nữa mà thôi. John Kun clear luôn khúc bom sai A dành cho các thành viên bên phía team The Batman. Và tỷ số gần như sẽ là 7 đều. Không khác được đâu. Có lẽ sẽ là 7 đều khi bây giờ những khẩu súng lục của Seiko, ta không thấy một cái sự phản kháng đến từ các thành viên bên phía team Seiko. Một đội sống sót cuối cùng, Albert cũng như là Vico cố gắng làm được điều gì đó đến từ The Batman sẽ diễn ra rất khó khăn. Và lại một lần nữa, Crush lên tiếng triple kill, one kill tại cho vị trí Crush rất đơn giản. Chỉ làm thêm một mạng và bây giờ thì là Alex và những người đồng đội mà thôi. Crush lộ vị trí của mình, bây giờ Crush đối đầu với Alex, ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Và đó lại là Crush. Chèo với nhau là cũng đủ win rồi, Lobo Team vẫn kịp đổi một. Một mạng tại cho Vico cũng như là vị trí đáp. Và play số giót cuối cùng, Alex cũng không qua được họng súng của đáp. Bắn đến không đây. Lobo Team được sờ một khẩu súng lớn nhưng mà họ đã mất đi sự phục vụ của anh Crush. Và tình huống đẩy này đến từ tinh 2K5. Có thể sẽ phải chạm vào đáp, nhưng đáp lại một lần nữa tham mình rất đen trong ngày thi đấu hôm nay. XBK có cho một cái triple kill và là cái quad kill dành cho XBK. Hai quả smoke này nhưng vừa có một con chim báo hiệu vị trí Crush rồi. Alex bây giờ là người chơi ở Gravity khá default thôi, sẽ có một góc crossfire đẹp. Nghe này rất nhiều tiếng chạy ở khu spawn rồi. Và bây giờ thì John Kun đang lắc ra để tìm kiếm thêm à đây. Nhưng bây giờ thì Dương Mạnh Thắng kết thúc điệp đáp rồi. Controller đã mất. Nhưng bây giờ cần phải có những mạng từ những người ở khu spawn. Và Albert, Vico làm hết. XBK và Dương Mạnh Thắng làm gì trong từ 2v3 đấy? Bây giờ đưa về là 2v1 rồi. XBK móc trong móc, trên tay làm khẩu súng Stinger. Stinger class 1v2 tôi không tin. Đây rồi, Vandal thì tôi còn tin thế này. 1v1 và không. Giờ thì đại điện trấn đất trả ngược lại vào trong cục bom sai khá khó chịu. Đang là những tình huống giao tranh nảy lửa ở đây. Crush vẫn kịp đổi đến đôi và đáp cũng phê.